Trường Đại học Lương Thế Vinh là trường đại học tư thục được thành lập năm 2003. Đại học Lương Thế Vinh là trung tâm đào tạo đa hệ, đa trình độ, đa ngành với các ngành đào tạo, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, thú y, xây dựng, tin học, tiếng Anh, điện, cơ khí. Ngoài ra trường còn là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế xã hội khu vực châu Thổ Sông Hồng và cả nước. Nhằm đáp ứng yêu cầu, chất lượng đào tạo, Đại học Lương Thế Vinh chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Trường Đại học Lương Thế Vinh đặt ra sứ mệnh là cơ sở đào tạo đa ngành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo định hướng ứng dụng, đổi mới, sáng tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Nơi thực hiện khát vọng thay đổi lối sống, cách suy nghĩ và làm việc của con người thông qua giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Nhà trường phấn đấu trở thành đại học có vị thế cao trong hệ thống các trường đại học theo định hướng ứng dụng, đổi mới sáng tạo của việt nam ngang tầm với các đại học vùng về môi trường học tập nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ